Xin chào cả nhà. Thời gian vừa rồi thì Duyên có đi làm trắng da và khi làm trắng da thì da rất là đẹp. Tuy nhiên thì Duyên rất là lo ngại cái lớp màng bảo vệ da nó đã mỏng đi và yếu đi, và Duyên phải tìm một cái giải pháp để khắc phục cái việc đó luôn. Và Duyên tìm thấy rồi, đây chính là bí quyết của Duyên này: sữa rửa mặt pHa 5.5 của Wonderbath, thương hiệu Cho Sung A mọi người nhé, Cho Sung A đó. Làm ướt mặt nào, lấy một lượng nhỏ sữa rửa mặt ra tay, nhỏ thôi nha, để bốc nó lên. Nhớ massage vùng chữ T này, đó, những các bạn nào mà làn da hỗn hợp da dầu như Duyên thì massage nhiều vùng chữ T nhé, bởi cái vùng này tích trữ rất là nhiều dầu thừa sau khi mà chúng ta ngủ dậy. Các chị ơi, đây là dòng sữa rửa mặt 2-in-1 nha. Các chị sử dụng cái sữa rửa mặt này hàng ngày thì trong tuần đó thì các chị sẽ không cần phải sử dụng tẩy da chết. Thông thường thì tùy theo từng loại da, tùy theo lứa tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng tẩy da chết 1-2 lần trên một tuần. Tuy nhiên thì khi sử dụng cái em sữa rửa mặt Wonderbath này, em sữa rửa mặt pHa 5.5 này thì không cần phải sử dụng tẩy da chết đâu. Nhưng nó rất là phù hợp với những người mà bận rộn giống như Duyên đó. Độ làm sạch sâu thì không phải bao giờ. Rửa xong các chị sẽ cảm nhận được luôn, em dùng đến ngày thứ 5 rồi này, da sạch khinh khiếp luôn mà không hề bị khô da. Các chị biết tại sao mà không bị khô da không ạ? Em này nha, có một cái điểm cộng mà lâu lắm rồi em Duyên không tìm thấy ở một dòng sữa rửa mặt nào. Đó cũng chính là cái điều mà em Duyên đang đi tìm, đó là cái độ pH lý tưởng 5.5. Hiếm có dòng sữa rửa mặt nào có độ pH lý tưởng 5.5 lắm các chị ạ. Cái độ pH thì nó cực kỳ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của làn da nha. Với cái độ pH lý tưởng như này thì sẽ tạo một cái lớp màng bảo vệ da. Đó, không có cái lớp màng bảo vệ da này các chị đi ra nắng thì chết luôn, thôi rồi luôn. Da của chúng ta dễ mà bị nám luôn đó. Đó, và cái lớp màng này cũng cực kỳ quan trọng nha. Với cái độ pH lý tưởng này thì sẽ giúp tạo cái độ ẩm phù hợp nhất với những cái dòng vi khuẩn có lợi. Đó, vi khuẩn có lợi này mà tăng sinh thì sẽ giúp bảo vệ da của chúng ta, giúp da của chúng ta khỏe hơn và tránh được nhiều bệnh lý về da, ví dụ bệnh lý về mụn này, bệnh lý về lão hóa này. Thích quá các chị ạ. Khi mà rửa mặt thì em Duyên hay có thói quen đó là massage một chút cho gương mặt của mình. Hôm nay em Duyên sẽ ấn huyệt mỹ nhân. Mỗi ngày chỉ cần 15 cái như này thôi, gương mặt sẽ khỏe hơn và sẽ tươi tắn hơn. Các chị làm thử nhé để thấy hiệu quả của cái huyệt mỹ nhân này này. Đó. Dùng tay chỏ hoặc là dùng đầu gối, các chị ấn vào đây. Hề quá các chị ơi, hề lắm luôn. Làm sạch da mà da không hề bị khô nha. Em sữa rửa mặt này thì rất thích hợp với những cái làn da nhạy cảm này, làn da bị tổn thương sau điều trị, và những cái làn da dễ bị kích ứng, và những cái làn da dầu da hỗn hợp cũng có thể sử dụng được nha. Bởi vì sử dụng em này lâu thì các chị sẽ cảm thấy rằng da của mình khỏe hơn, giảm hẳn mụn, và cái việc tiết dầu ở trên da cũng cân bằng hơn nha. Nó không bị tiết dầu ạt nữa. Em Duyên mới dùng 5 ngày thôi nhưng mà em Duyên đã có một cái cảm nhận rất rõ rệt về em sữa rửa mặt này rồi. Đó, em sữa rửa mặt này thì cực kỳ lành tính. Chính vì vậy mà em Duyên vừa mới chia sẻ với các chị là các chị có thể, những cái chị có làn da nhạy cảm, làn da yếu, hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm này nha. Bởi vì nó chiết xuất bằng lên men glucose có trong thực vật và trái cây. Lành tính chưa? Và em dòng sữa rửa mặt này như các chị thấy em Duyên rửa lúc đầu á, có tạo bọt đúng không? Và một cái điểm cộng nữa cho em sữa rửa mặt này là cái việc tạo bọt của em này không phụ thuộc vào muối sinh phát, mà dùng dầu dừa và công thức tạo bọt bông mềm
Chính vì vậy mà rửa mặt chúng ta có cảm giác rất là sạch nhưng mà nó vẫn an toàn cho làn da nhé, an toàn tuyệt đối luôn các chị ạ. Em Duyên khẳng định rằng những chị em có làn da yếu nhất cũng có thể sử dụng được cái em sữa rửa mặt pHA 5.5 của Cho Sung A này nhá. Đây là thương hiệu Cho Sung A rất là nổi tiếng với những cái dòng sữa rửa mặt da phụ đó. Để chứng minh cho cái việc làm sạch của em này thì hôm nay em Duyên có mang vào đây một cái dòng thỏi son lâu trôi của Mamonde này. Em Duyên sẽ test thử cho các chị xem nha. Em Duyên chỉ mất khoảng 10 giây thôi là sạch bong rồi. Đây, bôi rất là đậm luôn. Trên mặt của chúng ta thì ngoài son ra thì còn gì nhỉ? Chỉ chân mày này. Chỉ kẻ mày son này, đũa mắt này. Bây giờ em Duyên sẽ làm thao tác dùng sữa rửa mặt pH 5.5 nhé. Để xem nó có sạch không này. Xem các chị có phải dùng tẩy đơn chết không. Tuy nhiên thì khi mà các chị sử dụng những cái đồ make up này thì các chị cần phải sử dụng tẩy trang nhé. Nhưng mà em Duyên muốn chứng minh rằng cái độ làm sạch của em sữa rửa mặt này nên em Duyên sử dụng luôn sữa rửa mặt test luôn này. Em tin và bây giờ em Duyên thử lại nhá, xem nó sạch không này. Sạch bong luôn. Các chị có nhìn thấy vết son không đúng không? Mà em Duyên mất chỉ có khoảng 10 giây thôi đó. Em này làm sạch rất là sâu luôn. Trời ơi, kết em này quá đi. Các chị ơi, các chị hãy tìm thêm thông tin về em này nhá. Và chúc các chị sớm ra quyết định sở hữu một em pHA 5.5 như thế này về để bảo vệ làn da của chúng ta nha. Hãy nhớ cụm từ khóa của em này đó chính là pHA 5.5. Em Duyên phân phối sản phẩm này được khoảng 1 tuần rồi và nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ khách lẻ. Chị nào muốn em Duyên chia sẻ thêm thì gọi cho em Duyên ở số điện thoại 0972593230 nhé. Hoặc kết nối với em Duyên qua Facebook Nguyễn Duyên bằng hoặc Cô Vy Shop. Chào các chị.